Chào mọi người, đã là phụ nữ thì ai cũng mong muốn có một làn da trẻ đẹp và xinh đẹp như lứa tuổi 18 đôi mươi đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi làn da dần trở nên lão hóa thì sẽ khiến chúng ta trở nên già nua, xấu xí. Chắc hẳn lúc đó thì tất cả các chị em phụ nữ đều rất lo lắng và hoang mang. Chính vì vậy mà trong cái clip này thì mình sẽ chia sẻ về cái bí quyết dưỡng da của mình để có một làn da trông tươi trẻ, mịn màng và đầy sức sống ạ. Đây ạ, giới thiệu với mọi người, đây là kem 22 Again ạ. Hiện tại thì anh gần bước sang tuổi 27 và da đã có những cái dấu hiệu lão hóa. Ngày xưa thì ở cái phần đuôi mắt này thì cũng có những vết chân chim và da thì cũng trở nên khô hơn và nhạy cảm hơn. Chính vì vậy mà ưu tiên số 1 của anh đó là sử dụng những cái sản phẩm hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên vì nó rất là lành tính và an toàn cho da. Kem 22 Again này thì được sản xuất theo dây chuyền của Hàn Quốc và được chiết xuất từ các thành phần từ thiên nhiên. Và sau đây thì mình sẽ mở một lọ mà mình đang dùng giờ ạ, để cho các bạn biết hiệu quả như thế nào nhé. Đây, như các bạn có thể thấy thì chất kem rất là mịn và kem có cái mùi thơm rất là dễ chịu. Mỗi lần mà mở cái hộp này ra thì mình chỉ muốn ăn hết cái lọ kem này thôi. Mặc dù cái kem này dùng để bôi nhé các bạn. Như các bạn có thể thấy này, khi mà mình bôi ở trên da ấy thì da mình cảm thấy rất là mịn và rất là mướt. Và như các bạn, không biết các bạn có thấy không nhỉ, thì cái phần kem mà mình bôi ở đây thì nó bật tông hơn hẳn so với cái phần mà mình chưa bôi. Và ngoài ra thì kem này còn có tác dụng là nâng tông nữa. Trước khi sử dụng cái kem 22 Again này thì da mình rất là mẫn cảm và thường xuyên nổi mụn. Và đặc biệt nữa là lỗ chân lông của mình rất là to. Nhưng mà sau khi một tháng dùng cái kem này thì da của mình dần trở nên sáng hơn, khỏe hơn. Và đặc biệt là se khít được những cái lỗ chân lông. Đặc biệt là cái khả năng dưỡng trắng, cấp ẩm và giữ ẩm của 22 Again này thì phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn ạ. Khi mà mình quay cái phim Những Cô Gái Trong Thành Phố ấy, phải tiếp xúc với cái ánh đèn này, ánh đèn ở máy quay và cái ngoại cảnh của môi trường, ví dụ như là thời tiết hay là cái mỹ phẩm mà hóa trang ấy, thì da mình trở nên là rất là, đi quay cả ngày thì rất cảm thấy rất là khó chịu ấy. Và những cái mụn thì bắt đầu xuất hiện rất là nhiều. Và lúc đấy mình, bản thân mình rất là hốt hoảng. Và sau khi được chị bạn giới thiệu cho cái kem 22 Again này thì mình đã cầm lên đoàn phim. Và sau lúc đấy là mình đã bôi lên da và cảm thấy da mình nó rất là dịu nhẹ. Và những cái cảm giác khó chịu nó cũng tan biến dần trong tầm khoảng 5 đến 10 phút. Thật sự là một cái sản phẩm rất là kỳ diệu. 22 Again là dòng kem chống lão hóa, vì vậy ngoài cái khả năng mà nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ da toàn diện thì ngoài ra cái kem này còn có một cái công dụng rất là đặc biệt nữa, đó chính là làm giảm những cái vết nhăn và cũng như làm giảm được cái tình trạng chảy xệ ở da. Mọi người cũng không cần phải lo là da mình có nhạy cảm hay là thuộc loại da dầu, da khô, vì cái kem 22 Again này thì có thể dùng được cho những cái làn da nhạy cảm nhất và những cái da thuộc loại da dầu, da khô, đặc biệt là với công dụng rất là tốt. Nhưng mà kem 22 Again này có giá thành rất là phải chăng và bản thân mình rất là may mắn khi mua kem lúc nó đang được khuyến mãi 50%, tính ra thì cũng gần 800 thôi các bạn ạ. Một sản phẩm rất là tốt và rất phù hợp với túi tiền của chị em Việt Nam đúng không ạ? Tuy nhiên là có một lưu ý nho nhỏ là khi sử dụng kem 22 Again này thì các bạn phải bôi nó một cách rất là đều đặn và thường xuyên. Vì có nhiều bạn thì cứ hỏi mình là bôi kem thì 1-2 lần thì nó có thể đẹp ngay, sáng ngay lên được không? Và mình trả lời là không có một cái kem nào có thể bôi 1-2 lần mà có thể da sáng hơn được. Vì vậy, đối với kem 22 Again này thì các bạn cũng phải sử dụng một cách đều đặn và thường xuyên để da mình có thể trở nên đẹp hơn, khỏe hơn và mịn màng hơn nhé. Ngoài ra, để cho cái kem 22 Again này phát huy tốt nhất cái hiệu quả của nó thì các bạn phải kèm theo đó là một cái chế độ sinh hoạt phải hợp lý và sử dụng những cái thực phẩm lành mạnh với cơ thể. Ngoài ra thì các bạn cũng phải giảm những cái âu lo và căng thẳng cho cuộc sống. Và các bạn chỉ cần làm theo những cái bước mà anh vừa chia sẻ thì anh tin chắc rằng chỉ cần 3 đến 4 tuần thì các bạn sẽ có một làn da khỏe mạnh, sáng đẹp và tràn đầy sức sống. Anh rất là vui khi có cơ hội chia sẻ với các bạn về cái bí quyết chăm sóc da của mình và chúc cho các chị em phụ nữ sẽ có một làn da khỏe đẹp, tự tin hơn trong công việc, cuộc sống cũng như là gia đình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến clip của anh nhé. Xin chào!
Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.